Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Ít nhất 11% dân số thế giới không được tiếp cận với nguồn nước uống tương đối sạch. Và mặc dù tình hình có cải thiện ở Ấn Độ, Liên Hiệp Quốc cho biết Ấn Độ, đất nước có dân số đông thứ hai trên thế giới, vẫn có khoảng 97 triệu người không có nguồn nước sạch. Thông tin viên của đài VOA đã đến một ngôi làng ở miền Bắc Ấn Độ, nơi mà người dân đang quay sang sử dụng cách có nước từ thời xa xưa. Mời quý vị theo dõi. Văn vòi mở nước là điều không thể thực hiện được đối với bà Bilkish Banu, như rất nhiều dân làng khác ở đây trong huyện Mewat thuộc bang miền Bắc Haryana. Bà mẹ bốn con này phải trả tới 20 đô la cứ mỗi hai tuần để mua nước từ xe bồn tư nhân. Đó là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Hầu hết người nghèo đâu có sự lựa chọn, ngay cả khi không có đủ tiền, họ cũng phải mua nước cho cả gia đình họ. Nhà bà Banu ngay bên kia đường ở một khu vực mà người dân phải đào những cái hố để hứng nước vào những tháng nóng khô trước mùa mưa. Ấn Độ đã đạt được tiến bộ với 522 triệu người tiếp cận được nguồn nước được cải thiện trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2010. Tuy nhiên, hàng chục ngôi làng vẫn không được chính quyền cung cấp nguồn nước an toàn. Bể chứa này chỉ là một ví dụ cho những vấn đề mà dân làng ở đây phải đối mặt. Nó được chính quyền xây cách đây 10 năm để chứa 100.000 lít nước, nhưng tới giờ người dân vẫn chưa thấy được một giọt. Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp ở Gugon nỗ lực giúp huyện này tiếp cận được nguồn nước bằng cách khuyến khích dân làng quay lại sử dụng cách hứng nước mưa truyền thống trong suốt mùa mưa. Trong 3 năm qua, tổ chức phi chính phủ này đã giúp lắp đặt đường ống những bể chứa 20.000 lít nước và bộ lọc trong ít nhất 15 ngôi nhà cùng với một bồn chứa 100.000 lít nước để phục vụ cho nhu cầu của cả cộng đồng. Ông Samadin Khan cho biết những hệ thống này đã cải thiện đáng kể đời sống người dân. Bây giờ, suốt 5 tháng của cả năm, họ không cần phải mua nước. Họ sử dụng nước này để nấu, uống, tất cả mọi thứ. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Jean Sukowski nói, phương pháp truyền thống cần được hồi sinh để giúp người dân tiếp cận nước sạch giá rẻ lâu dài. Nhất là khi phần đông dân số, ước tính khoảng 9 tỷ người của thế giới, sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong vòng 20 năm nữa, do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Những gì chúng ta chứng kiến ở Ấn Độ cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Người ta nhận thấy các mực nước ngầm đang rút xuống sâu hơn và nước bị ô nhiễm nhiều hơn. Tác động của hệ thống thu nước mưa có thể thấy được ở ngôi trường địa phương này, nơi mà giáo viên Mohammad Safudin nói học sinh theo học ngày càng đông, nhất là trẻ em gái, vì các em không còn phải đi bộ tới ba cây số để lấy nước cho gia đình. Quả đã có sự khác biệt, trẻ em ở Bewat được học và nhiều em được đến trường. Trong số 265 học sinh thì có khoảng 180 em là nữ. Dân làng này giờ đây hy vọng họ có thể dựa vào các trận mưa để hứng đầy bồn chứa của mình mỗi năm và họ nhận thức rõ sẽ không ổn định nếu chỉ dựa vào nguồn nước tự nhiên.